thức của buổi, cái chuỗi sự kiện ngày hôm nay và ngày mai ở đây là một cái sự kiện theo tôi là hết sức quan trọng, và nó không như thế có ý nghĩa và bổ ích cho tất cả các cái tổ chức tài chính. This is a very interesting event. I can see a lot of attention from the industry players as well as the policy makers. High quality of delegates. Really strong movers and shakers from the Vietnam market. Great conversation on the stand. The conference is very well organized, where you get to meet a lot of industry leaders. I would definitely recommend this event to all my peers. WFIS is a great platform for us to share, our ideas, our perspectives with like-minded people. I think so far the experience has been really enlightening. I've been learning so much.